không thích ngồi với cậu mày. Cô ra xếp chỗ như này thì đây là chỗ của tớ mà. Làm thế, cậu đừng để tớ phải mách cô. Mày nghe, cô Ngọc rất là thương tao. Dù tao có làm gì sai thì cô cũng không mắng tao đâu. Mà mày ấy, vừa đen vừa xấu, nhìn là đã ghét rồi. Mày mà còn ngồi cạnh tao đấy thì ngày nào tao cũng đánh mày đấy. Này, dạo này chị thấy em càng ngày càng đẹp ra ấy. Mà da thì cứ trắng mơn mởn ra. Này, em còn đi spa ở đâu đấy? Giới thiệu chị với. Giời ơi, em thì làm gì có tiền đến spa chứ. Nhưng mà ấy, em sử dụng sản phẩm này vừa hiệu quả mà giá cả thì lại phải chăng đấy. Cái gì đấy hả em? Đây, để cho chị xem nhá. Đây này, chị về mua ngay sản phẩm sâm tố nữ Pue Collagen này này. Em đảm bảo với chị á, dùng xong á mờ hết nám, hết sạm da, da rẻ lúc nào cũng căng bóng ấy. Có thật là hiệu quả như thế không hả em? Ui giời ơi, bằng chứng sống thế này. Chị nhìn ra em đi. Công nhận ra em đẹp thật đấy. Thế thì chị cũng phải mua về để dùng thôi. Chứ già này rồi mà không chăm sóc da rẻ thì có khi chồng nó lại chê, nó lại đi theo gái thì chết. Thế thì mình cũng phải chiều chồng mình. Chị về mua ngay thêm sâm tăng lực phúc lục thọ về cho anh nhà dùng. Em đảm bảo với chị á, dùng xong khác luôn, có khi tình yêu tình báo lại đi lên ý. Được, thế thì chị sẽ mua hẳn hai loại luôn. Ui, được đấy, em cũng đang dùng hết, đang tính lên mạng để mua thêm về. Mà chị mà lấy cùng ý, em sẽ đặt thêm cho chị nhá. Ừ, thế em đặt luôn cho chị đi. Đây này. Được rồi đấy, khi nào có hàng em sẽ chuyển cho chị nhá. Nhớ ấy nhá. Em biết rồi. Thưa chị đi trước. Chị đi đi. Tớ mách cô. Mày đâu, đứng lại. Từ giờ nhá, tao không cho mày học ở cái trường này nữa. Mày về bảo mẹ mày chuyển trường đi. Có chuyện gì đấy? Dạ, bạn Quan phá em không cho em học. Dạ, con sẽ bỏ em rồi ạ. Em không gây sự với bạn ý thì tự dưng bạn qua mà đánh em à? Mà em ý không phải cái dạng vừa đâu. Nó mà được cả mẹ đến con mà không biết điều gì cả. Cô ơi, nó vừa xấu lại còn vừa đen, cô không thích ngồi cạnh nó đâu. Ngồi cạnh nó cô toàn bị các bạn trêu rồi. Thôi được rồi, Quang không thích ý thì cứ nói với cô sẽ chuyển chỗ cho Quang được chưa? Dạ, bạn sẽ bảo của em rồi thì phải làm sao? Thì mua vở mới chứ sao? Có thuê không phải hỏi cô nữa. Hay là bạn không có tiền mua vở hả? Mà thôi, em dọn sạch sẽ lớp đi. Bẩn lớp ý, nó có phạt thêm nữa chưa? Lần sau ý, còn gây sự bạn Quang ý, nó cũng không cho đi học đâu đấy. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Làm nhanh lên, không các bạn vào lớp hết đến giờ thế này. Con gái con đứa thì chậm chạp, chỉ cái tội bách lẻo nó nhanh thôi. Qua, em thích của chỗ nào, nói chỗ đi nhá. Làm đi.
Thảo ơi, vào đây mẹ bảo. Chuyện này là như thế nào? Con có thể giải thích cho mẹ không? Con xin lỗi nhưng con không hề làm như vậy. Thế không phải con thì là ai? Mà sao tóc con lại rối xù lên thế này? Bình thường con gọn gàng lắm cơ mà. Con nói cho mẹ nghe, có chuyện gì thì mẹ giúp con giải quyết. Bạn con phá đầu của con, xong rồi lại còn đẩy con ngã. Thế con có làm sao không? Sao Quang lại làm như thế với con? Con bị ngã nên bị đau tay, sách vở bị xé rồi. Mẹ đừng mắng con nhé. Con bảo cô Ngọc nhưng cô lại mắng con. Sao lại vô lý như vậy được? Thôi được rồi, bây giờ con xuống tắm rửa rồi ăn cơm. Chuyện này ngày mai mẹ sẽ đến trường nói chuyện trực tiếp với cô, rồi hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện. Vâng ạ. Chào cô giáo ạ. Thuốc hôm trước em đưa, cô dùng hết chưa ạ? Hôm nay tiện qua đón cháu Quang thì tôi mang thuốc thêm cho cô giáo dùng ạ. Ôi, chị làm gì có ngại lắm. Có gì mà ngại đâu ạ. Cô giáo cứ cầm lấy, quà này có gì lớn lao đâu ạ. Ừ, thì tôi cảm ơn nhé. Dạ. Chào cô giáo. Chào chị. Bé Thảo nhà tôi về nhà trong tình trạng là người xây xát và sách vở thì bị xé. Không biết là cô giáo có biết việc này không ạ? Ừ thì cái chuyện trẻ con đi học đã sốt sao là chuyện bình thường. Mà kể cả có xé sách xé vở ấy, chỉ là các em còn ít tuổi, nghịch ngợm xé sách xé vở của nhau cũng chỉ để nghịch. Tôi thấy cái chuyện này bình thường, có cái gì đâu mà chị đến đây làm loạn đây nhỉ? Chắc là cô giáo nhớ nhầm. Chứ bé Thảo nhà tôi có kể là đã trình báo việc này với cô giáo, nhưng mà cô lại không giải quyết. Nhân tiện là có cháu Quang và mẹ cháu Quang ở đây, tôi cũng muốn làm rõ việc này luôn. Làm rõ cái gì? Liên quan gì đến mẹ con nhà tôi? Yeah. Chính cháu Quang là người đã đẩy ngã và xé sách vở của bé Thảo chỉ vì lý do là không muốn ngồi cùng bạn. Có phải như vậy không Quang? Phải. Nó vừa xấu lại còn vừa đen. Cô không thích ở cùng nó đâu mẹ ạ. Ừ. Nhưng mà cháu cũng không nên đối xử với bạn như vậy. Thì sao? Cháu thích thế đấy. Không đánh nó thêm là may lắm rồi đấy. Không có tiền ấy thì đi học làm gì? Ở nhà đi. Cái chuyện này tôi nghĩ là chị cũng không nên làm to chuyện ra đâu. Mà nếu cô thích ý, thì tôi bồi thường tiền cho cô để cô mua sách vở mới cho cháu là được chứ gì. Tôi không cần tiền. Cái tôi cần là các cháu đi học phải được cô giáo quan tâm và đối xử như nhau. Thôi, chị đừng có mà đứng đây gây sự đi. Cứ yên lặng mà sống cho lành nhá. Nó không có tiền để mà đòi hỏi. Muốn được con mình quan tâm ý, thì chị cũng phải quan tâm lại cô giáo chứ. Cái gì cũng phải có đi có lại chứ. Hóa ra chỉ vì những món quà này mà cô giáo lại cư xử như vậy à? Tôi đã bất công với con cô ấy, cô đã không biết ơn ở trách móc nữa. Đúng là ấy, làm ơn mắc oán mà. Thôi, chúng tôi không có thời gian đứng đây đâu gọi cô đâu. Đi thôi chị. Ừ. Đi con. Sao con? Cô đứng lại. Bông ra! Sao chị phiền đấy nhở? Em có sao không? Sếp tổng! Chào anh ạ! Anh đến đây gặp hiệu trưởng á? À? Hai mẹ con có sao không? Ôi! Mẹ bị người ta đánh! Vợ anh! Anh ơi! Em không làm gì hết đâu ạ! Cô ta! Là cô ta làm đấy ạ! Thì là tôi làm đấy! Sao? Em không biết là hiệu trưởng trường mình quản lý giáo viên kiểu gì mà để cho giáo viên nhận quà hối lộ từ phụ huynh. Và không biết là lương tâm nghề nghiệp của cô ấy để đâu mà học sinh đánh nhau cô ấy lại không giải quyết. Sao cô lại có thể làm như vậy? Sao bé Thảo có thể là con gái của anh nhỉ? Trông bé không giống con của sếp tổng gì cả. Nên biết anh ạ. Vậy địa vị, quà cát của phụ huynh là cái để quyết định cách dạy và cách đối xử cô đối với học sinh sao? Đạo đức nghề nghiệp của cô để đâu? Nếu mà cô như thế, cô không cần phải đi làm nữa đâu. Anh sẽ làm hư hỏng thế hệ tương lai mới thôi. Anh không thể làm như thế với em được. Em đi em sai rồi. À thôi, em không cần
hóa cát gì nữa. Cái chuyện này mà lộ ra ngoài thì còn nơi nào nhận em nữa hả anh? Anh ơi, em xin lỗi ạ. Vì vậy, trước khi làm việc gì thì cô phải nghĩ đến hậu quả, nếu không sẽ không gánh được đâu. Mình đi về thôi anh, em không muốn ở đây nói chuyện với mấy người này nữa. Về thôi con. Tất cả là tại chị đấy, hại được nó thê thảm rồi này. Nếu cô biết đối xử công bằng hơn thì mọi chuyện đã không như thế này. Về con. À? Sao vừa anh dậy sớm thế? Đang trong thời gian hưởng tuần trăng mật mà. Em cứ nghỉ ngơi đi. Tí anh dẫn em đi ăn là được mà. Không được. Em thích nấu ăn cho người mà em yêu thương. Đặc biệt đấy là chồng của em. Sau này dù có đi đâu, làm gì, anh cũng nhớ phải về nhà ăn cơm với em đấy. Tuân lệnh vợ. Bây giờ anh sẽ phụ giúp em nhá. Ừ. Đây, anh bê đĩa bánh ở bàn cho em đi. Ok. Tối nay anh có về nhà ăn cơm không? Tối nay anh đi gặp khách hàng quan trọng. Chắc là về muộn đấy. Em cứ ăn cơm trước đi nhá. Lại là khách hàng à? Thì công việc mà em. Chịu khó nhá. Anh đi đây. Vâng, anh đi cẩn thận nhá. Alo, em à. Anh không về nhà ăn cơm với em à? Anh đã nói là anh phải bận đi tiếp khách. Em cứ ăn cơm trước đi, không phải đợi anh đâu nha. Nhưng đã lâu rồi hai vợ chồng mình không ăn cơm cùng nhau. Ngày nào anh cũng bận, ngày nào anh cũng đi tiếp khách, rồi về nhà trong tình trạng say xỉn. Em phải hiểu giờ anh đã là giám đốc rồi, không thể không đi tiếp đối tác được. Thôi nhá, anh không thể để khách hàng đợi lâu được. Em cứ ăn cơm đi. Nhưng... Đừng đợi, lát anh về. Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Mình phải tạo bất ngờ cho anh ấy mới được. Thank you.
Alo. Alo anh à, anh sắp về tới nhà chưa? Hôm nay anh vẫn phải đi tiếp khách, em cứ ăn cơm đi. Anh không nhớ hôm nay là ngày gì à? Ui, ngày nào mà chẳng như ngày nào. Làm việc cật lực để kiếm tiền chứ. Nha, ăn cơm đi, đừng có đợi anh. Anh đúng là đồ vô tâm. Ngồi đây làm gì đấy? Chưa đi ngủ đi. Sao? Nhà cửa bừa bộn đấy. Không dọn đi chứ. Về nhà như cái chuồng lợn. Anh không nhớ hôm nay là ngày gì thật à? Hôm nay á? Thứ năm. Sao? Vâng, hôm nay là thứ năm. Trước kia anh hứa anh sẽ yêu thương, sẽ quan tâm em như thế nào. Vậy mà chỉ có 5 năm trôi qua, anh đã quên hết lời hứa đấy rồi. Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của vợ chồng mình đấy. 5 năm á? Thôi chết, anh quên mất. Anh xin lỗi. Anh tưởng một lời xin lỗi của anh là có thể xóa sạch được vết thương ở trong lòng em à? Anh có bao giờ tự hỏi chính mình, đã bao lâu rồi vợ chồng mình không cùng nhau ăn cơm? Đã bao lâu rồi vợ chồng mình không cùng nhau đi dạo? Đã bao lâu rồi anh không quan tâm hỏi han đến em, hay là ôm em vào trong lòng chưa? Em cũng thật là, mình là vợ chồng rồi, có phải là trẻ con yêu đương đâu mà. Anh bây giờ lo kiếm tiền về để nuôi cho gia đình này. Thôi, em cũng bớt cằn nhằn đi. Anh đi làm thì mệt mỏi lắm rồi. Em không có cằn nhằn vớ vẩn. Lúc nào anh cũng để em phải ăn cơm ở nhà một mình, để em cô đơn trong cái ngôi nhà này. Em không cần tiền, em chỉ cần một người chồng đúng nghĩa. Em chỉ cần anh quan tâm em hơn một chút, anh yêu thương em hơn một chút. Như vậy thì có gì là sai? Em rách việc quá. Anh làm việc chưa đủ mệt mỏi à? Thôi, em ngồi đây mà cằn nhằn đi. Anh mà cứ như vậy thì em sẽ ly hôn. Em nhất định sẽ ly hôn. Đẹp quá anh ạ. Em cứ chọn đi. Tháng lương đầu tiên anh sẽ dành nó mua cho em. Anh biết em rất thích đồng hồ. Chị kia đẹp anh ạ. Chị ơi, chị cho em xem chiếc này với ạ. Chị
cảm ơn. Để tay đây. Vừa in em ạ. Anh mua tặng em nhá. Chị ơi, cho em hỏi là chiếc này có giá bao nhiêu ạ? Dạ, chiếc này là 5 triệu ạ. 5 triệu ạ? Chiếc đồng hồ này 5 triệu ạ? Làm sao đấy? Thôi anh ạ, bọn mình là sinh viên mới ra trường đi làm, còn nhiều khoản phải chi tiêu lắm. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy. Nhưng mà em thích cơ mà. Không, em không thích chiếc này nữa đâu. Chị ơi, chị cho bọn em gửi ạ. Bọn em không mua nữa đâu ạ. Đi, mình đi thôi anh. Ok. Đi. Nhưng mà đồ em thích mà. Em cảm ơn chị ạ. Thôi, đi. Trang này, hôm nay sinh nhật em, em có muốn được tặng quà gì không? Em không cần gì cả. Anh là món quà lớn nhất đối với em rồi. Nhưng anh vẫn muốn tặng quà em. Em nhắm mắt lại đi. Tên tên. Này. Trời ơi, anh mua chiếc đồng hồ này rồi à? Anh đã đi làm thêm giờ để mua chiếc đồng hồ này cho em đấy. Em có thích không? Cảm ơn anh. Nhất định em sẽ giữ gìn chiếc đồng hồ này cẩn thận. Trang này, sau này chúng mình cưới nhau, anh sẽ mua cho em một chiếc đồng hồ thật đẹp và ý nghĩa để tặng em nhé. Cảm ơn anh. Đeo vào đi. Làm đã mệt mỏi thì chưa, về nhà thì cứ cằn nhằn. Bảo giờ thì mới chịu hiểu cho mình đây. Xin chào quý khán giả đã đến với buổi livestream trực tiếp được thực hiện bởi hãng đồng hồ Đăng Quang. Thưa quý vị, sau một thời gian cho ra đời dịch vụ mới, đó là dịch vụ in ảnh khắc chữ lên đồng hồ. Hãng của chúng tôi đã nhận được rất nhiều hồi âm tích cực của khách hàng và chúng tôi đặc biệt quan tâm tới một bức thư của một khán giả là một người chồng đã mua đồng hồ tặng vợ với những lời tâm sự đầy chân thành. Thân gửi hãng đồng hồ Đăng Quang, tôi là một người chồng có thể gọi là vô tâm, có một cô vợ thật sự xinh xắn, giỏi giang và rất quan tâm đến gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống đầy vất vả đã cuốn tôi đi với những cuộc nhậu nhẹt, những buổi gặp gỡ khách hàng trên bàn tiệc. Lúc đó, tôi lại để vợ cô đơn một mình bên mâm cơm mà vợ đã dành hết tâm huyết để nấu cho tôi. Có lẽ mọi việc sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tôi có thể đã mất vợ, mất con nếu tôi không kịp thời nhận ra sai lầm của mình. Tôi đã về xin lỗi vợ, dành thời gian bên vợ nhiều hơn. Và cũng nhờ dịch vụ của Đăng Quang, cô ấy mới chịu tha thứ cho tôi. Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới hãng đồng hồ Đăng Quang. Liệu có phải mình cũng vô tâm như ông chồng kia không nhỉ? Mình thật là vô tâm. Mình không thể để mọi chuyện đi quá xa như vậy được. Mình không thể để mọi thứ, mọi hạnh phúc của mình trôi qua dễ dàng như vậy được. Vợ, anh xin lỗi vợ. Đơn ly hôn em đã viết rồi.
Anh biết anh có lỗi. Anh vô tâm quá. Anh đã không quan tâm đến cảm xúc của em. Anh nghĩ anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để vợ chồng mình sẽ hạnh phúc. Nhưng anh đã lầm. Tiền không quan trọng em ạ. Tình cảm, sự quan tâm dành cho nhau mới quan trọng để bồi dưỡng tình cảm của hai vợ chồng mình. Trang, anh xin lỗi. Em cho anh thêm một cơ hội nữa đi. À, anh sẽ xin nghỉ phép vài hôm, rồi anh đưa em đi chơi cho khuây khỏa nhá. Anh sẽ không để em cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo này nữa đâu. Anh yêu em. Em cứ đi theo anh. Dạ vâng, em cho anh chị ạ. À, bạn ơi, đồng hồ mình đặt hôm trước đã có chưa bạn nhỉ? Dạ vâng, đây đồng hồ của anh đã được rồi anh ạ. Dạ vâng, anh chị kiểm tra lại giúp em nhé. Em mở ra đi. Đồng hồ đẹp quá anh ạ. Đây không phải chiếc đồng hồ bình thường đâu anh nhá. Thưa anh chị, đây là dịch vụ mới của bên Đăng Quang chúng em nhằm giúp tình cảm các cặp đôi thêm bền chặt. Chúng em đã ra đời dịch vụ in ảnh lên đồng hồ của khách và em chúc tình cảm của anh chị mãi mãi vững bền và mãi mãi hạnh phúc ạ. Mình cảm ơn. Cảm ơn anh. Anh vẫn còn nhớ lời hứa năm xưa. Làm sao mà anh quên được chứ? Anh hứa là khi anh giàu, anh sẽ đặt riêng cho em một chiếc đồng hồ mà. Anh biết em là người rất quý trọng thời gian và yêu thương gia đình. Nhất định rồi, đây sẽ là chiếc đồng hồ vô giá nhất đối với em. Cảm ơn anh. Anh mới là người phải cảm ơn em mới đúng chứ. Em đã tha lỗi cho anh, để anh có cơ hội nhìn lại bản thân, để anh được yêu thương em, chăm sóc em. Anh hứa, từ nay anh sẽ bảo vệ và che chở em. Em nhớ giữ gìn chiếc đồng hồ này nhá, tại vì đó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta đấy. Nhất định rồi ạ. Sao rồi? Hôm nọ hai đứa đi khám, kết quả thế nào? Dạ, bác sĩ nói sức khỏe của bọn con vẫn ổn mẹ ạ. Ổn? Ổn gì mà cưới nhau 3-4 năm rồi mà vẫn chưa có tin vui. Liệu bác sĩ có nhầm không đây? Dạ, bác sĩ bảo vợ chồng con cứ thoải mái tinh thần. Con cái là cái duyên, nó sẽ tự đến ạ. Nhà người ta chưa cưới về thì đã tậu được cả trâu lẫn nghé. Nhà mình cũng là vô phúc. Cưới 3-4 năm trời nay rồi, mong có một đứa cháu thôi mà cũng chả thấy tăm hơi đâu. Này, em đừng buồn nữa. Tính mẹ như thế mà. Ngoài miệng thì mẹ cứng thế thôi, trong lòng mẹ cũng mềm yếu lắm. Mẹ thương hai vợ chồng mình mà. Chắc mẹ không hài lòng với em. Từ tính cách đến ngoại hình, giờ lại cả chuyện con cái nữa. Anh bảo này, em đừng lo nữa. Em phải vui vẻ lên, tinh thần phải phấn chấn lên thì con mới mau đến với mình chứ, đúng không? Thôi em ăn đi.
Để con ra mở cửa ạ. Hoàng đẹp phết nhở. Cái cô này, cô là ai mà tôi vừa mới mở cửa cô tự ý xông vào nhà tôi như thế? Tôi là ai á? Chắc cô là vợ anh Hoàng. Ôi trông kìa, cái bộ dạng của cô, đầu tóc thì bù xù, quần áo thì sộc sạch, mà da ấy thì nhăn nheo. Trông cô có khác gì con người ở không? À sao ấy, anh Hoàng anh chán cô ta tìm thú vui bên ngoài. Cô nói như vậy là có ý gì? Dạ, cháu chào bác ạ. Chắc bác là mẹ của anh Hoàng đúng không ạ? Đúng, tôi là mẹ của thằng Hoàng. Cô là ai? Cô đến tìm con tôi à? Mà nó đi làm đã về đâu? Dạ, cháu với anh Hoàng thì gặp nhau nhiều rồi bác ạ. Hôm nay cháu đến đây là để gặp bác và vợ của anh Hoàng. May quá, đến nhà gặp được cả hai người luôn ạ. Đúng là ông trời thương hai mẹ con cháu mà. Cô nói linh tinh cái gì đấy? Tôi với mẹ tôi đâu có quen cô. Tự dưng cô xông vào nhà tôi rồi nói linh tinh cái gì đấy? Ừ thì tôi, cô và mẹ anh Hoàng không quen nhau. Nhưng mà chắc mọi người cũng phải làm quen dần với đứa con trong bụng tôi nhỉ? Xin thông báo với cô, tôi đang mang thai con của anh Hoàng. Con trai đấy, mà chắc chắn ý, sẽ là cháu đích tôn của cái gia đình này. Thế nên ý, cô biết thân biết phận của mình, hầu hạ tốt hai mẹ con tôi vào. Đừng có mà đừng đến lên mặt với tôi. Cô nói cái gì? Con của ai cơ? Thì nó con của anh Hoàng chồng cô chứ còn của ai. À mà không, sắp tới sẽ là chồng của tôi và là cha của con tôi chứ. Cô kia, cha ngồi xuống đã. Ý cô nói là cô có con với con trai của tôi và hôm nay cô đến đây thông báo cho chúng tôi biết phải không? Dạ, bác khôn thật đấy. Ý của cháu là vậy đấy bác ạ. Mà cháu nghe anh Hoàng tâm sự, từ lâu bác đã rất mong muốn có một đứa cháu đích tôn ạ. Thế nên cháu và anh Hoàng đã cùng nhau cố gắng không làm bác thất vọng ạ. Cuối cùng thì đứa cháu đích tôn của nhà mình đã xuất hiện rồi bác ạ. Cô đừng có nói linh tinh. Tôi không tin đấy là con của anh Hoàng. Cô không tin á? Được thôi. Dạ, cháu gửi bác ạ. Đây, cô xem đi. Thế này đã đủ cô tin chưa? Mà nếu không tin ý, thì cô có thể gọi anh Hoàng về để hỏi. Trang, anh không làm gì có lỗi với em cả. Anh vẫn luôn một lòng một dạ với em. Em phải tin anh. Thế anh giải thích sao về cô ta, về những cái tấm hình này và cả cái thai trong bụng cô ta nữa? Anh không hề biết những bức hình này được chụp từ khi nào. Mà em nhìn kỹ đi, rõ ràng đây là lúc anh say. Chắc chắn cô ta đã bày mưu tính kế để hủy hoại thanh danh của anh đây mà. Anh Hoàng, sao anh lỡ nói với em như thế chứ? Chẳng phải hôm đi gặp giám đốc bên em, lúc anh say, anh chẳng nói những lời mặn nồng với em còn gì nữa. Nào là khen em xinh, em đẹp, chẳng bù cho cô vợ ở nhà của anh lúc nào đầu rủ, tóc rối, anh nhìn thấy phát chán rồi còn gì. Vậy mà bây giờ anh lại như thế này. Nếu anh không chịu trách nhiệm với đứa con của em ý, thì em sẽ mang đến công ty của anh, em sẽ làm cho ra lẽ. Rồi á, em sẽ làm ầm lên với hàng xóm để xem anh có ngóc mặt lên để nhìn ai nữa không. Cô đừng có năng sẵn bệnh như thế. Cây ngay không sợ chết đứng. Tôi chẳng làm điều gì có lỗi vợ tôi cả. Con ơi, con đúng là khổ mà. Chưa ra đời mà đã bị bố con chối bỏ như này rồi. Đấy, đừng khóc,
ảnh hưởng đến cháu của tôi bây giờ. Cháu uống chén nước rồi đi. Uống đi cho nó đỡ khát. Mẹ, mẹ làm gì đấy? Thì mẹ đang chăm cháu nội của mẹ còn gì nữa. Cháu mẹ mà không chăm thì mẹ còn chăm ai đây? Mẹ, đây không phải là cháu của mẹ đâu. Con của cô ta có là gì đâu mà đang có con. Kìa, sao con lại phũ phàng như vậy? Mẹ dạy con như thế nào? Đã làm người thì phải làm người cho là đàng hoàng. Sai thì phải chịu, gây ra hậu quả thì phải lãnh trách nhiệm. Đến đứa con ruột già của con, máu mủ của con mà con còn chối bỏ thì thử hỏi con làm người như thế nào đây? Đúng vậy, con nó mà nghe được những lời anh nói chắc nó sẽ đau lòng lắm. Nhưng... không nhưng nhị gì cả. Từ giờ trở đi, mẹ sẽ chăm nom đứa cháu này. Nếu cháu không chê thì cháu cứ ở lại đây với bác. Bác sẽ chăm cho cả hai mẹ con. Cái gì chứ, việc chăm con chăm cháu thì bác dành lắm. Mẹ, mẹ nói như vậy là sao ạ? Mẹ đón cô ta về đây, thế còn con là gì ạ? Cô không đẻ được, cô không làm tròn được trách nhiệm của người con dâu thì cô đừng lên tiếng ở đây. Từ giờ cô phải chăm sóc cho mẹ con nó thật là đàng hoàng. Nếu cháu tôi có mệnh hệ gì thì cô cứ liệu hồn đấy. Mẹ, sao mẹ lại vô lý như vậy ạ? Vợ con vẫn đang ở trong nhà này, con là con trai của mẹ. Mẹ lại không tin, mẹ lại tin người ngoài là sao? Giờ thì tôi chẳng tin ai cả, tôi chỉ tin mỗi đứa cháu đích tôn của tôi thôi. Tóm lại, cô cậu từ giờ trở đi phải chăm sóc tốt cho đứa cháu của tôi, nghe chưa? Cháu của bà là bà yêu nhất đấy nha. Tôi mà không vì mẹ và anh Hoàng khuyên tôi nhẫn nhịn thì còn lâu tôi mới để cho cô yên ổn sống trong ngôi nhà này như vậy. Thế thì cô làm gì với tôi? Làm gì với tôi hả? Hả? Tôi nói cho cô biết nha, kẻ ngưỡng với cô ấy suốt đời thì cũng chỉ làm kẻ hầu ấy hạ cho tôi mà thôi. Cô biết thân biết phận của mình ấy thì ngoan ngoãn đi. Mai sau tôi lên làm bà chủ thì tôi sẽ giữ cô ở lại làm người giúp việc. Cô mà cứ cãi tôi đuổi thẳng cổ lên cái trường. Cô... sao cô dám đánh tôi? Mẹ con đâu có làm gì cô đâu chứ. Con ơi, con đứng là khổ mà. Tiểu chưa ra đời đã bị những cái hành hạ rồi. Trang, cô đang làm cái gì thế hả? Sao cô lại đánh mẹ con cháu của tôi? Con chưa động vào một cọng lông của cô ta, chỉ là cô ta đang diễn kịch thôi. Tôi ngần này tuổi đầu rồi mà tôi lại không biết ai thật ai giả chắc. Đi vào nấu cơm đi, mẹ con cháu tôi đói rồi. Mẹ còn không đi mau. Ôi. Chỉ có cháu bà là ngoan nhất thôi. Đứa nào dám khinh thường cháu bà thì bà còn chịu cho ra trò ấy chứ. Đi cho cháu của mẹ nó còn khỏe. Cảm ơn mẹ ạ. Con ăn thứ khác đi. Cái đĩa này để cho mẹ con cái Ngọc. Mẹ có phải là mẹ của bọn con không vậy? Sao cái gì ngon mẹ cũng cho cô ta đấy? Vợ con ngồi đây thì mẹ không gắp. Thì nó đang mang trong mình đứa cháu của mẹ. Vợ chồng cô cậu muốn tôi cưng chiều thì có cháu đi, có cháu đi. Thôi mẹ ơi, chồng cô ta yếu thì kia, làm gì sinh được cháu nội cho mẹ. Mà cứ yên tâm ạ, bây giờ thì mẹ cũng đã có cháu đích tôn rồi ạ. Ừ nhé, mẹ đã có cháu đích tôn rồi thì cần gì nữa. Cháu đích tôn của mẹ đây rồi. Thôi con ăn. Dạ vâng ạ. Con ăn nhiều quá. Ngon mẹ nhá.
cố ăn hết đĩa này nhá. Ừ, dạ vâng ạ. Sao số mình lại khổ thế? Viên uống đẹp da sâm tố nữ pue collagen à? Nhất định là cô ta. Bây giờ cô ta còn dám vào cả phòng của mình nữa. Nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Cô ta có làn da đẹp mịn màng, chắc khỏe như vậy, lại còn thêm vòng một đầy đặn nữa, chắc chắn là do dùng cái sản phẩm này. Mình phải tìm hiểu về nó mới được. Viên uống đẹp da sâm tố nữ Poe Collagen được bào chế từ các thành phần an toàn, cung cấp các dưỡng chất giúp tăng cường nội tiết tố, bổ sung vitamin E, collagen, từ đó làm đẹp da, xóa nám, sạm, tàn nhang, giúp căng da, không còn nhăn da và vết chân chim. Chắc chắn là cô ta dùng cái sản phẩm này. Nhưng mà còn cái này thì sao nhỉ? Sâm tăng lực phúc lộc thọ là sự kết hợp giữa rất nhiều thành phần saponin của hồng sâm thượng hạng Hàn Quốc, đông trùng hạ thảo, giúp tăng cường sức lực, tăng cường thể lực tức thời, loại bỏ tình trạng mệt mỏi, uể oải và giúp tinh thần được sung mãn và sảng khoái. Ừ, cái này có lẽ là phù hợp với chồng mình. Muốn đấu lại với cô ta xinh đẹp thôi chưa đủ. Mặc dù chồng mình từng rất là nhiều lần khẳng định không có ý gì với cô ta, nhưng ai mà biết được chứ. Cứ phải phòng tất cả mọi trường hợp xấu có thể xảy ra. Mới dùng sâm tố nữ được có vài ngày mà da rẻ mình đã cải thiện hẳn. Vợ này, anh uống sâm tăng lực phúc lộc thọ mà em đưa, anh cảm thấy khỏe khoắn lắm, không còn bị ưu phiền hay ra stress gì, công việc cứ phải gọi là trơn tru, hiệu quả cực kỳ. Thật đã, dùng sâm tăng lực phúc lộc thọ tốt thật đấy anh ạ. Vợ này, dạo gần đây đã có nhiều chuyện khiến vợ phải buồn. Nhưng vợ yên tâm đi, anh không làm gì có lỗi với vợ đâu. Anh hứa, anh sẽ điều trị con hồ ly tinh kia để cho nó không vu khống anh được nữa. Anh yên tâm, em tin anh mà. Hôm nay em muốn ăn gì? Anh dẫn đi ăn. Ừ, em ăn gì cũng được. Đúng rồi. Ai cho cô ra ngoài cùng anh Hoàng hả? Cô nói hay nhở. Anh ấy là chồng của tôi thì cần gì ai cho phép. Chúng tôi vẫn đường đường chính chính ra ngoài cùng nhau đấy thôi. Đúng. Cô có quyền gì mà cấm tôi vợ tôi ra ngoài? Quyền gì á? Thì cái quyền sinh được đích tôn cho anh, thì đứa cháu ý mà cả dòng họ nhà anh mong chờ đấy nhá. Thế được chưa? Cô im mồm đi. Cái thai trong bụng của cô ấy không phải là của tôi. Cô đừng có cao ngạo như thế. Này, cô lừa được mẹ tôi thì dễ, cô lừa tôi hơi khó đấy. Anh dám nói với tôi những lời như thế à? Ha? Tất cả đi hết đi cho mình nhờ. Mẹ ơi.
cháu đích tôn của mẹ đến sinh non mất. Ai là đứa cháu đích tôn của tôi hả? Kìa mẹ, mẹ nói cái gì lạ thế hả? Đến bây giờ cả mẹ cũng hất hồi đứa cháu chưa ra đời này nữa hả? Cô Ngọc à, cô hạ màn được rồi đấy. Vở kịch của cô đến hồi kết rồi. Mẹ nói cái gì mà vở kịch với cả hạ màn là sao ạ? Đây, cô xem đi. Chuyện này, đó là tất cả những bằng chứng mà cô có thai với người khác, lại định đổ thừa cho con trai của tôi. Và người đó không ai khác là giám đốc của công ty cô. Nhưng vì hắn ta không nhận nên cô phải tìm người để thay thế. Sao nào, cô còn cãi nữa được không? Mẹ, tôi không mẹ con gì cái loại lừa dối trắng trợn như cô. Cô tưởng tôi tin lời cô mà đón cô về đây để chăm sóc cô, để chăm cái thai của cô chắc? Không bao giờ đâu. Chẳng qua thì tôi sợ nếu như không đón cô về đây để chăm sóc cô, để đối xử tử tế với cô, thì cô sẽ làm âm lên ở cơ quan thằng Hoàng, làm âm ý lên ở cái nhà tôi. Lúc đó thì nỗi oan của con trai tôi làm sao giải được đây? Bà, chính bà là người cho người âm thầm theo dõi tôi. Đúng rồi, tôi cho cô ăn sung mặc sướng để cho cô yên tâm, cô không đề phòng. Lúc đó tôi mới có thời gian đi điều tra. Và cuối cùng thì tôi đã biết tất cả những điều bí mật của cô. Sao nào, giờ thì cô còn có lừa dối được tôi, lừa dối được vợ chồng con trai tôi nữa hay không? Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay. Bà, cút ngay. Nếu không ấy, tôi sẽ mang tất cả những chứng cứ này đến để cho vợ tay giám đốc đó xem. Lúc đó liệu cô có sống nổi được ở cái thành phố này nữa hay không? Bà, cô nghe rõ chưa? Biến ra khỏi nhà tôi. Này, cô tưởng cắm sừng tôi mà dễ á? Tôi không làm, tôi không sợ. Mau dọn đồ rồi biến đi, đừng để tôi và mẹ tôi cáu lên. Các người, các người được lắm. Mấy cái tuổi dành mà lại bị bày đặt qua mặt cái bà già này. Mẹ, con cảm ơn mẹ đã điều tra âm thầm giúp con. Thế mà lúc đầu con lại cứ ngỡ ngỡ rằng mẹ tin đó là cháu của mẹ thật sao? Còn ngốc lắm, con là con trai của mẹ, tính nết con như thế nào mẹ phải hiểu chứ. Mẹ làm như thế để đánh đòn tâm lý cô ta, để cô ta khỏi đề phòng thôi. Mẹ, con cũng cảm ơn mẹ rất nhiều ạ. Còn con, nói thật nhé, mẹ rất thương yêu con, nhưng mà mẹ ít nói, tình cảm của mẹ không bộc lộ ra bên ngoài. Qua chuyện này, mẹ lại càng thấy con đúng là một cô con dâu tốt. Con biết nhịn nhục vì chồng, vì gia đình, vì nể mẹ mà con phải phục dịch cái con hồ ly tinh kia. Nhưng mà cũng may quá, vì như vậy cho nên cái chuyện điều tra của mẹ mà thành công đấy con ạ. Mà dạo này mẹ thấy con sinh ra nhiều đấy. Chắc là con uống mấy cái hộp sâm tố nữ bue collagen mẹ để ở trong phòng con đúng không? À, thế hóa ra hộp thuốc đấy là của mẹ ạ? Con lại cứ tưởng là của cô ta. Là mẹ đấy. Mẹ biết con giản dị, con không cầu kỳ trong cách ăn mặc. Nhưng mà con ạ, mình là phụ nữ, là vợ, mình phải biết giữ thể diện cho chồng. Phải quan tâm đến sắc đẹp, phải quan tâm đến cả cách ăn mặc nữa. Phải để cho mình luôn luôn đẹp trong mắt của chồng. Như vậy thì chồng nó mới không chán, mới không chê, để nó đi tìm thú vui bên ngoài. Mẹ, con có phải là cái dạng có mới nới cũ đâu ạ. Anh nghỉ, biết thế nào được. Con cảm ơn mẹ. Nhờ có mẹ
mà con mới giữ gìn được hạnh phúc gia đình này, không bị người khác phá hoại. Mà chú con mới có đứa cháu quý tử này. Cái gì? Con có tin vui rồi á? Vâng, nhờ mấy lọ sâm của mẹ nhá, mà vợ con đã lên mạng tìm hiểu. Vợ con tìm ra được một cái sâm tăng lực phúc lộc thọ. Cô ấy mua về rồi cho con dùng. Từ lúc con dùng cái đấy, con ấy khỏe khoắn lắm mẹ ạ. Mà không bị sờ choét hay mệt mỏi gì đâu. Nhờ vậy mà con với vợ con mới đem tin vui về cho mẹ đấy ạ. Thế là mẹ vừa đuổi con hồ ly tinh đi, là mẹ đón ngay được cháu quý tử của mẹ về. Mẹ vui lắm các con ạ. Từ nay trở đi nhá, tất cả mọi việc trong nhà này mẹ với thằng Hoàng sẽ làm tất. Con không được động chân động tay vào việc gì cả. Con chỉ việc ăn, việc nghỉ ngơi và chăm sóc tốt cho cháu quý tử của mẹ thôi. Con hiểu chưa nào? Dạ vâng, con hiểu rồi ạ. Wow. Anh Kiên vừa tài giỏi vừa đẹp trai hết cả phần thiên hạ thế này. Bọn em làm từ nãy giờ chưa xong, anh ngoái một tí đã xong rồi. Wow, có gì đâu, chuyện bình thường ấy mà. Em nghe nói anh từ bỏ một công ty lớn ở trên Hà Nội để về đây làm việc đúng không anh? Chuyện dài lắm. Anh kể đi. Thôi, đang trong giờ làm việc mà. Thôi kể đi, kể mà anh. Kể đi anh. Ai đây anh? Xinh nhỉ? Người yêu anh. Xinh thế. Người yêu anh à? Tất cả là vì chữ yêu. Mong rằng lần này chúng ta sẽ hợp tác thành công. Cậu còn trẻ mà thật tài giỏi. Công ty này rất là may mắn khi mà có người tài như cậu. Có gì đâu anh, chuyện bình thường thôi mà. Để tôi tiện anh. Trung à, anh đang ở đâu đấy? Anh có rảnh không? Xin lỗi, bạn nhận nhầm người rồi. Mình không phải là Trung. Ê chết, em xin lỗi vì đã nhắn nhầm. Thế thôi, em xin phép được hủy kết bạn ạ. Cô gái này giọng cũng dễ thương đấy. À đừng, nếu đã có duyên kết bạn với nhau rồi thì sao mình không làm quen luôn nhở? Chào em, anh tên là Kiên. Vâng, vậy cũng được. Chào anh, em là Trang. Công ty anh mới tuyển được mấy cô thư ký chân dài mới, trông cũng xinh phết.
Thế thì anh lại được bổ mắt rồi. Anh có thích con gái kiểu như thế đâu mà. Em lấy nước ạ. Anh cảm ơn nhé. Cô ấy là thư ký mới đấy à? Em nhìn trông cũng ra gì phết. Ừ. Anh không thích con gái kiểu như vậy mà. Nói rồi còn gì nữa. Anh nhớ mồm đấy nhá. Ừ, anh nhớ. Ten 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 ten. Đây là phòng làm việc mới của anh. Đấy. Em thấy không? Đẹp chứ? Anh giỏi quá. Có cả phòng làm việc riêng nữa. Chứng tỏ năng lực của anh cực kỳ đỉnh đấy. Chúc mừng anh nhá. Có gì đâu, cũng bình thường mà. Em chào anh ạ. Chào em. Em mời anh xem qua bản hợp đồng của bên công ty đối tác xây dựng ạ. Để đấy cho anh. Cảm ơn nhá. Anh ơi, không biết tối nay anh rảnh không ạ? Em xin phép mấy em tối. Thứ nhất là để cảm ơn anh vì đã giúp đỡ anh trong công việc. Thứ hai là để chúc mừng anh lên chức giám đốc mới ạ. Tối nay anh bận mất rồi, lúc khác nhé. Ừ, dạ được ạ. Vâng, em xin phép ạ. Chào em. Ghê rồi, đi ăn với nhau cơ đấy. Thế mới bảo là không có gì đâu. Ơ kìa, tắt máy mới sợ chứ. Anh đang làm cái gì vậy hả anh Kiên? Anh nghĩ em là loại con gái gì vậy? Trang à, hôm nay là sinh nhật em, mà anh thì ở xa không tặng quà cho em được. Cho nên anh gửi tạm tiền vào tài khoản cho em. Em thích gì thì tự mua cho tiện. Sao lại bán trả lại cho anh? Em thật sự là không cần tiền hay là quà cáp gì cả. Em này, chúng mình quen nhau cũng hơn 4 tháng rồi. Anh không biết em thế nào nhưng anh yêu em rất nhiều. Thật sự anh cũng không dám tin vào tình yêu qua mạng. Nhưng giờ thì anh chỉ muốn nói em đồng ý là bạn gái của anh nhá. Không được đâu anh ạ. Sao thế? Hay là vì anh hơi đường đột? Thật ra em cũng thích anh lắm. Nhưng mà em thấy hai chúng mình không có tương lai đâu. Tại sao lại không có tương lai nhỉ? Anh toàn tâm toàn ý yêu em rồi. Trong nhà bố mẹ em cũng đã lớn tuổi rồi, em phải phụng dưỡng bố mẹ, nên là nếu như lấy chồng xa thì sẽ khổ lắm. Em biết em sống ở thành phố, điều kiện và môi trường được rất là tốt, em cũng không muốn ngáng đường của anh. Thật ra thì anh cũng ở thành phố lâu rồi, muốn về một vùng quê nào đấy nuôi cá và trồng thêm rau, miễn là được cạnh em thì ở đâu cũng được. Không đùa với em đấy chứ? Anh thật mà. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Thực ra thì mới gặp em không lâu, quen em được 4 tháng. Nhưng anh nói thật là anh yêu em mất rồi. Cảm ơn anh nhá. Anh thật là tốt với em. Mà em biết có trang web tuyển dụng này tìmviec.com.vn rất là nhanh, mà cũng có nhiều công việc phù hợp với anh. Để em gửi qua cho anh xem thử nhá. Ừ, thế em gửi qua cho anh đi. Em đúng là người phụ nữ chu đáo. Người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.
À mà em còn biết là tập đoàn chủ quản của tìmviec.com.vn đang tuyển vị trí giám đốc kinh doanh. Và chỗ đấy cũng là thân quen với bố em. Để em giới thiệu anh qua đó nhé. Được, thử nhé. Anh nhanh chóng thu xếp công việc ở trên đấy rồi về đây với em. Thưa chị. Cảm ơn anh. Hôm nào anh dẫn người yêu của anh tới đây cho em xem mắt nhá. Anh cũng mới đến, đúng lúc cô ấy lại đi công tác xa, cho nên là vẫn chưa gặp mặt được. Tiếc nhở. Mà này, mọi người đừng có kể chuyện này lung tung đi nhá. Rồi, biết rồi, yên tâm. Mẹ em chào sếp ạ. Em chào dâu ạ. Lát nữa 9 giờ họp nhá. Dạ vâng. Dạ vâng. Mà mọi người làm gì tụ tập ở đây đông thế này? Bọn em đang nghe anh Kiên kể về bạn gái anh ấy ạ. Thế à? Đâu, tôi xem nào. Sao con lại có hình của bạn gái tôi? Xem cứ đùa em. Đây là bạn gái của em ạ. Đùa cái gì mà đùa? Cô ấy tên là Trang mà đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà đây là bạn gái em. Thằng bệnh hoạn này dám lấy ảnh bạn gái tao mà hôn hít à? Hả? Ô. Cảm ơn anh nhá. Anh thật là tốt với em. Mà em biết có trang web tuyển dụng này tìmviec.com.vn rất là nhanh, mà cũng có nhiều công việc phù hợp với anh. Để em gửi qua cho anh xem thử nhá. Anh nhanh chóng thu xếp công việc ở trên đấy rồi về đây với em. Vì em là con gái độc nhất trong nhà, em còn phải phụng dưỡng bố mẹ nữa. Với lại bố mẹ em đã nói rồi, không cho lấy chồng xa, khổ lắm. Ấy chết, em xin lỗi vì đã nhắn nhầm. Thế thì thôi, em xin phép được nghỉ với bạn nhé. Chị đi làm sớm vậy ạ? Ừ. Tôi đi đến đây bố bánh đưa. Mà đi vào đây cũng đi bằng hai chân. Đến sớm là phải rồi. Mà tôi không hiểu tại sao cô không thể vào cái trường này được. Trông cô giàu có thì cũng không phải, mà tài năng xuất chúng thì cũng không. Nhưng mà chẳng hiểu sao lại vào cái trường thế nào chứ. Dạ, em cũng là tự lực cánh sinh xin vào trường thôi ạ. Chắc là ấy, thầy hiệu trưởng thấy cô như này thương hại nên cho cô vào thôi. Mà thầy hiệu trưởng cho mình mất thương người thật. Nhưng mà thầy cũng phải nghĩ đến cái bản mặt của trường mình chứ. Không ai cho vào trường được. Ngọc ơi, thầy hiệu trưởng mới đưa ra quyết định mới cho em này. Từ bây giờ em sẽ xuống lớp 1A để dạy, còn lớp 5A thì cứ để cho Trang dạy. Sao như thế được? Vừa mới vào năm học, bắt em dạy một cái lớp vừa đông, còn toàn học sinh nghịch ngợm nào biết thế này. Sao thử ra được gì công tác của em? Chị cũng không rõ nữa, nhưng mà đây là quyết định của thầy hiệu trưởng. Chắc là cô lại đi kể khổ với thầy hiệu trưởng để thầy thương hại cô đúng không? Em làm như vậy cũng chẳng để làm gì. Dạy lớp nào thì em cũng sẽ cố gắng thôi ạ. Hay là để em lên xin chuyển lớp ạ? Thôi, Trang, em mới đến trường, cứ dạy lớp lớn cho quen đã. Còn bây giờ thầy hiệu trưởng đã quyết định rồi thì mình không thể thay đổi nữa đâu. Mới vào trường mà đã chịu đến đầu lên cổ tôi mà ngồi rồi này. Thôi, đến giờ lên lớp rồi đấy, hay em lên lớp luôn đi. Nhanh lên không muộn.
Đến bây giờ cả thầy Hoàng mà cô cũng định cướp nốt của tôi á. Cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. Cô mới chuyển công tác về đây, có khó khăn gì không cô? Dạ, tôi cũng quen rồi, không có gì khó khăn đâu thầy ạ. Thầy Hoàng, có gì thầy cứ để em đỡ cô Trang chứ ạ. Đằng nào thì em với cô Trang cũng tiện đường lên lớp. Cô có dìu nổi không? Trời ơi, thầy yên tâm, em khỏe lắm. Thôi, mà hình như vừa nãy em thấy cô Liên tìm thấy có việc gì đấy. Thế thì tôi xin phép đi trước nhá. Mà thầy ơi, em có pha sẵn một cốc trà nóng, em mời cho phòng thầy đấy. Có gì thì thầy uống cho nóng thầy nhé. Tôi cảm ơn. Dạ vâng, thầy đi đi ạ. Có chân thì tự đi đi. Còn giả vờ khổ sở để người khác nâng đỡ nữa à? Hả? Này, có phải cô định cướp tất cả của tôi đúng không? Tôi không có ý định cướp gì của cô cả. Tôi cảnh cáo cô nhá, thầy Hoàng là của tôi. Nếu cô mà đụng đến thầy Hoàng ấy thì không có chân mà đi đâu. Ừ, tao chả thích cô này, không cho bọn mình nói chuyện thoải mái trong giờ học gì cả. Đã thế là mình còn chân, làm gì lắm chuyện chả. Dùng cái ông ăn mày rồi nhà tao ấy. Lê lúc giờ chết đi rồi. Ừ, chắc tao phải bảo mẹ tao chuyển cô ấy chứ. Thế anh đi nhá. Quang, Thảo. Công Ngọc. Ui, sao cô không dạy bọn em ạ? Bọn em muốn cô dạy cô. Không muốn cô chăm sóc mẹ đâu. Cô cũng muốn dạy các em lắm, nhưng mà ấy, bị cô ta tranh mất lớp rồi. Sao cô ấy lại làm thế cơ chứ? Nhìn cũng hiền lành mà lại làm thế. Thì cô ta muốn tranh giành với cô nên mới làm như vậy chứ. Thôi, các em vào lớp đi. Dù là ai dạy đi chăng nữa thì cô cũng sẽ làm tròn trách nhiệm dạy các em. Nếu như các em còn có thái độ thiếu tôn trọng giáo viên như vậy thì cô sẽ có hình thức xử lý và mời phụ huynh đến để họp lớp đấy. Các vào lớp đi. Cô có ý đâu. Biết sai xin lỗi. Đúng là học trò ngoan của cô mà. Quang, sao em lại làm như vậy? Trả lại nặng cho cô. Các em còn ít tuổi, cô việc gì phải chấp vạch như thế nhở? Cô Trang ghê lắm. Em muốn cô quay lại dạy em cơ. Đúng rồi đấy ạ. Nếu như cô không quay lại, bọn em cũng không muốn học nữa đâu. Đây là lớp học chứ không phải là cái trọ. Mà cô để cho các em ấy tự ý muốn làm gì thì làm, nuông chiều như vậy các em ấy sẽ hư đấy. Cô thô cái kiểu này mà dạy đời người khác đi nhá. Này, ý cô bảo ý là tôi không biết cách dạy học sinh đúng không? Cái hạng người như cô ấy thì tốt nhất ở nhà đi, chứ đừng ra ngoài đường để cản trở người khác. Cô Trang, cô có làm sao không? Thầy Hoàng, cô Trang, thầy giúp tôi với. Cô có làm sao không? Cô Ngọc, tại sao cô lại có những hành động và lời lẽ như vậy? Tôi có làm gì đâu. Chỉ là chân tay cô ta không cẩn thận, thế nên bị ngã thôi chứ. Tuy cô ấy không lành lắm, nhưng cô ấy cũng tự mình vươn lên, chứ không dựa dẫm vào ai. Còn cô không những không giúp đỡ, cô lại còn cổ suý cho học sinh của mình có những hành động như vậy à? Thật ra tôi đã từng lành lặn và rất tự tin, nhưng sau một vụ tai nạn, chân tôi mới thành ra thế này. Phải mất một thời gian dài tôi mới có thể đi dạy lại được. Tôi rất yêu nghề, tôi muốn truyền đạt cho học sinh của mình những điều tốt nhất. Nhưng cứ gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác, tôi chỉ muốn được yên ổn. Mà tại sao cô cứ phải gây khó dễ cho tôi? Thôi, cô nín đi, không sao đâu. Cô đừng dở ba cái giọt nước mắt cả xấu ra để lấy lòng thương hại người khác nhá. Tôi nói cho cô biết,
biết đây là lớp học chứ không phải là cái sàn diễn cho cô diễn đâu. Cô Ngọc, sao cô lành lặn mà tâm trí của cô lại khuyết tật như vậy? Thầy Hoàng, sao thầy có thể nói như vậy với tao được? Mới một câu mà cô đã không chịu được à? Thế còn Trang, cô có biết cô đã phải chịu khổ nào trong suốt thời gian qua không? Hai em, vào đây. Vào đây. Tôi sẽ nói chuyện với phụ huynh của hai em về vấn đề này. Tại sao các em lại có những hành động coi thường giáo viên như vậy? Nhỏ mà không nói được, lớn lên sẽ thế nào hả? À. Thầy ơi, em biết lỗi rồi. Thầy đừng có mở bảo bố mẹ em. Thầy phải bọn em cũng được ạ. Cô ơi, em xin lỗi cô vì đã đối xử cô như vậy. Từ giờ, bọn em không làm thế nữa đâu ạ. Các em biết sai mà sửa là được rồi. Cô cũng chỉ mong các em sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Chứ đừng vì khiếm khuyết của người khác mà chê bai khinh thường họ. Thay vào đó, các em hãy giúp đỡ họ. Cô Ngọc này. Vâng. Tôi với cô đều là giáo viên. Chắc không cần phải mang nhau ra hội đồng kỷ luật nhà trường để kỷ luật nhau đâu nhỉ? Thôi, cùng là đồng nghiệp với nhau. Có gì không phải thì mình nói nhỏ với nhau. Trang, chị cũng xin lỗi em vì những hành động vừa rồi. Chỉ là chị nhất thời xấu tính. Có gì không phải thì bỏ qua cho chị nhá. Tôi mong cô là giáo viên thì nên giữ được đạo đức của mình để truyền dạy cho các em không bị sai lệch. Em cũng chẳng có ý trách móc ai cả. Chỉ mong sau này chị em mình có thể giúp đỡ nhau trong công việc. Chắc chắn là như vậy rồi. Chị cảm ơn.